Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn, đây là món cá sặc đồng nha các bạn. Cá sặc đồng bình thường thì nó khác cá sặc kia, nó khác như thế nào bà? Nó nhỏ hơn. Chứ nó có đặc điểm gì khác nữa không bà? Nó vậy. Nó chỉ là nhỏ thôi nha các bạn. Hôm nay mình sẽ làm món cá sặc đồng chiên giòn nha các bạn. Đây là một món rất là dân dã. Và đây là mình mua khoảng bao nhiêu ký nha bà? 50.000 ký. 50.000 một ký, như đây là khoảng 1 ký nha các bạn. Về phần cá sặc này thì khi mà ba mình mua, ba mình đã nhờ người cắt đầu người bán mần sơ rồi. Dạ, mần sơ rồi. Giải thôi. Tại sao mình không nhờ người ta quýt giải luôn mà cho tiện mà? Đứng đợi lâu lắm. Dạ. Tôi làm sơ vậy mà về. Cái này người ta cắt cái đuôi hả ba? Cắt cái đuôi đầu, cái đầu. Kỳ. Dạ. Dây. Lấy ruột hay rồi. Lấy ruột luôn hả ba? Dạ. Cái này đúng rồi, ở quê người ta để vô cái đũ tre, người ta chà, người tóc giải luôn rồi khỏi cái cạo về. Dạ. Mình đây kiếm đủ tre có. Mình cạo vậy thì mục đích là để làm gì ba? Tróc giấy mình để làm gì ba? Để nó sạch. Chỉ giấy thôi phải không? Dạ. Để về chiên cũng được. Nó không có thấm hả ba ha? Đây các bạn này thấy cạo cũng rất là đơn giản nha các bạn. Nhưng mà cái này dạng mà lên hàng chuyên nghiệp nha. Chứ bình thường mình cạo chắc nhiều khi là con cá mình nó rớt xuống sàn nước luôn quá. Đó, bạn dùng dao bằng cạo sạch nha. Thì cá sặc đồng. Cái này mình dễ kiếm không ba? Hay là nó tới mùa nước ba? Tới mùa nước hả ba? Nay là tháng 12 rồi. Nó cũng có, nó ít. Dạ. Cái vàng vàng ngộ ba ha. Con tưởng là ấy với con cũng ít ăn cá, không cũng không biết. Mình chỉ giòn ăn luôn xương rồi. Dạ. Vậy là xương cái dạng xương nhỏ hay xương chữ y ba? Nhỏ. Viên giòn ngay luôn xương. Dạ. Rất ngon nha các bạn. Đây là một món rất là đồng quê. Quê kho tiêu. Dạ. Mấy cái món này mình vô quán nhậu như cũng mắc hả bà? Ừ. Quán nhậu chiên uống bia hết ý. Dạ. Chiên nhưng nhớ là nó cong lên, nó cong đít nó lên, nó cong nhiều người lên. Đó, bởi vì cái tiết diện dao nó lớn các bạn chà chút xíu tự nhiên là nó cóc hết trơn à. Đó. Mình làm mấy cái thôi là thấy nó muốn hết con cá rồi. Đó, mà các bạn cứ thế các bạn cạo hết cái lớp vỏ này nha. Nếu mà được, nếu mà các bạn có thời gian các bạn chờ thì các bạn ví dụ các bạn lại chợ cá đó, các bạn xác định là bữa hôm đó các bạn sẽ mua những cái gì đó thì các bạn nhờ người ta làm sẵn trước. Rồi các bạn đi mua những thứ khác. Trong khi đó thì người ta sẽ làm cá, người ta sẽ làm hết luôn. Thì coi như là khi mà bạn về nhà các bạn sẽ không cần phải lột giấy như thế này. Tại ba mình hôm nay cũng chuyện gấp bởi vì mình mua về nhà mình làm chút xíu chứ không có chờ lâu được. Đó. Bạn cứ thấy các bạn dùng dao các bạn chà ha. Cạo đó. Sau khi các bạn đã cạo sạch vải nha thì các bạn để trên một cái rổ như thế này. Đây, các bạn để dưới là cái nồi ha. Mục đích đây là các bạn để cho con cá nó ráo nước nó ra hết nước để mình chiên cho nó thuận lợi, nó không bị nổ bong bóng ha các bạn. Nó không bị văng ha các bạn. Dạ. Các bạn cứ để nha, bạn thấy đẹp ghê không các bạn? Đây. Đây là 1 ký cá sặc. Đây, rất dân dã, rất dễ thương. Rất ngon luôn các bạn. Sau khi các bạn đợi cá khô thì các bạn bắt một cái chảo lên bếp nha. Đây, chuẩn bị một cái chảo. Đợi cá ráo nước nha các bạn cho miếng dầu vô. Miếng mỡ nha các bạn, lộn. Bạn cho miếng mỡ vô chảo nha, cho nó sôi lên. Các bạn đập thêm một miếng tỏi nha. Đó, sau khi mỡ nó sôi lên đó, thì các bạn cho 2 tép tỏi để mình đập vô. Và tiếp theo các bạn cho phần cá của mình vô các bạn. Đây. Các bạn cho vào. Cho vào thì mình đảo khoảng 1-2 phút là nó sôi hả bạn. Là nó chín hả bạn ha. Giờ đợi nó vàng. À quên, cái này là mình xé cái phần cá sống chứ nó, nếu mà cái phần khô thì nó lẹ hả bạn ha. Khô thì nó lẹ hơn. Đó, các bạn cho vào nha. Rất là văng nha các bạn. Mặc dù mình đã phơi, mình đã để con cá nó ráo nước nhưng mà nó cũng rất là văng nha các bạn. Đây, mình hy sinh vì nghề thật luôn. Rất là văng. Đó, các bạn cho vào. Nếu mà các bạn có chảo lớn thì các bạn sử dụng chảo lớn thì các bạn cho một lần cho vào hết luôn các bạn. Mà cái chảo lớn thì nó tiện hơn các bạn. Dạ. Đó, các bạn chiên ha. Đó, sau khi các bạn thấy vàng một bên rồi đó,
thì các bạn dùng cái sạn các bạn đảo qua cái mặt còn lại. Ôi ơi, mình bỏ vô là nó dính nguyên chồng rồi ba ha. Tiện ghê luôn chứ không phải mình đảo từng con ha. Rồi các bạn thấy vàng đẹp ghê luôn các bạn. Lúc này thì mình đang quay nhưng mà rất là thơm các bạn. Rất là thơm. Ôi ơi. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Ngon, thơm ngon tuyệt vời. Trời ơi, này từ cá tươi còn chiên lên cái nào bạn đẹp. Cái lúc bình thường là nó vậy nè thấy không? Nhìn thấy là cũng ngon rồi. Khi mà các bạn chiên lên thì các bạn thấy một màu vàng ươm. Đây, một màu vàng ươm luôn. Quá đẹp, quá dễ thương luôn. Rất là ngon. Đây là thành quả sau khi các bạn chiên xong thì các bạn cho ra dĩa nha để các bạn dùng. Đây, rất lẹ nha các bạn. Cái thời gian mà các bạn chiên hết một mặt á, thì nó trong vòng khoảng 2 cho đến 3 phút thì cái mặt còn lại thì nó cũng y chang vậy luôn. Đây. Các bạn chiên mặt còn lại thì lúc nào nó cũng lẹ hơn cái mặt đầu tiên nha các bạn. Tại vì con cá nó đã quen với việc nóng nảy rồi, việc sôi của dầu của mỡ. Và sau một quá trình chiên đều cả hai mặt, đây thì mình đã cho ra lò một dĩa cá sặc đây, cá sặc đồng chiên giòn. Rất đẹp phải không các bạn? Đây, rất đẹp, rất dễ thương. Các bạn chỉ cho ra cái này. Cái này thì mình dùng những gì được ba? Mắm tỏi ớt. Dạ, đúng mắm tỏi ớt nha các bạn. Đây, nước mắm tỏi ớt các bạn chấm vào, các bạn ăn kèm với cơm. Hay là các bạn nếu mà các bạn có một buổi tiệc nào với bạn bè hoặc là với gia đình á thì các bạn có thể làm để bạn nhậu, uống với bia rất là ngon. Rất cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu có bất kỳ bình luận hay ý kiến nhận xét nào hoặc là cái đóng góp gì cho video của mình thì các bạn vui lòng comment ở dưới video cho mình biết nha. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn. Bye bye các bạn.